Hoài Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài SBTN. Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Sydney đã tổ chức long trọng Đại hội Thánh Mẫu 2016 tại trung tâm sinh hoạt của cộng đoàn trong vùng Bridgerly suốt 2 ngày 8 và 9 tháng 10 năm 2016. Trong đại hội năm nay, chúng tôi nhận thấy có sự hiện diện đặc biệt của Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, khâm sứ tòa thánh tại Sri Lanka, và Đức cha Vincente Nguyễn Văn Long, giám mục giáo phận Parramatta, cùng đồng tế với các linh mục tại Sydney. Xin kính mời quý vị khán giả theo dõi những hình ảnh sau đây. Là tôi mến chào tất cả các khán giả, những người theo dõi tin tức đây. Tôi đã tới đây được 2-3 hôm rồi. Các cha rất là tử tế tiếp đón tôi rất nồng hậu. Tôi vừa dâng thánh lễ xong, đồng tế có rất đông người tới dự. Tôi thấy dân chúng rất sốt sắng và tôi ước mong là không những là quý anh chị em giữ vững đức tin trong giáo hội Công giáo, nhưng mà quý anh chị em có thể chia sẻ cái niềm tin này cho nhiều người khác để họ cũng biết Chúa, yêu mến Chúa, nhất là qua cái đời sống bác ái của mình. Chúng ta không thể mà không băn khoăn, không trăn trở với cái tình hình đất nước mà có nằm trong cái thể chế chính trị lỗi thời, đã bị ném vào cái sọt rác của lịch sử. Riêng đối với tôn giáo thì bởi vì chúng ta tôn giáo, bất cứ tôn giáo nào, đặc biệt là Thiên Chúa giáo, thì chúng ta quan tâm tới công lý, chúng ta quan tâm tới nhân quyền, chúng ta quan tâm tới cái đời sống nhân bản của một con người cũng như của một tổ chức, của một tập thể, của một đất nước. Thành ra là mình không thể tách lìa những cái quan tâm, những cái chủ đề của tôn giáo ra khỏi cái vấn đề mà nó liên quan tới cái đời sống của con người nhất, đó là vấn đề chính trị. Thành ra tôi xin một cách đơn giản để mà trình bày như vậy, và hy vọng rằng đất nước của chúng ta sẽ có một cái sự đóng góp đặc biệt của những người yêu nước. Hoài Phương, tường trình từ Bridgerly, Úc Châu, xin kính chào quý vị khán giả.